Thưa quý vị, mới đây tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về đánh giá tổng kết thực hiện nghị quyết số 53 ngày 29 tháng 8 năm 2005 và kết luận số 27 ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 53 và kết luận 27 của Bộ Chính trị nhấn mạnh Tây Ninh có nhiều cơ hội tiềm năng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu. Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, qua gần 17 năm triển khai thực hiện nghị quyết 53 ngày 29 tháng 8 năm 2005 và hơn 10 năm thực hiện kết luận 27 ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị, tỉnh đã chủ động phối hợp ký kết các chương trình hợp tác phát triển song phương với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Long An và một số tập đoàn nhà nước, tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế, xác định các đột phá chiến lược, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh toàn diện và vững chắc. GRDP bình quân giai đoạn 2005-2010 tăng 12,8%, giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,4% và giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 7,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ năm 2020 chiếm 74% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người và GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 2 lần so với năm 2010, bằng 70,5% mức bình quân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước luôn nằm trong top các tỉnh thành phố thu hút đầu tư nước ngoài cao. Các mặt văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, nhiều mục tiêu chỉ tiêu về văn hóa xã hội đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong từng giai đoạn và đạt mức cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tây Ninh luôn nằm trong top đầu các tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng Tây Ninh có nhiều cơ hội tiềm năng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đường cao tốc Mộc Bài Thành phố Hồ Chí Minh trong thu hút đầu tư, liên kết vùng cũng như phát triển kinh tế của tỉnh. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị thời gian tới Tây Ninh cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi đề nghị thế này, đối với cả cái cao tốc ấy, Mộc Bài Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị công chí phối hợp với cả Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh cái tiến độ hơn nữa, đảm bảo được sớm trình thẩm định phê duyệt rồi triển khai. Nhưng mà liên quan đến cái đường cao tốc này thì tôi hết sức lưu ý với các đồng chí hai điểm này. Đó là quy mô của cái đường này thế nào. Tất nhiên là các đồng chí đã xác định trong cái quy hoạch của Bộ Giao thông rồi, của Chính phủ vừa phê duyệt có quy hoạch rồi. Nhưng các đồng chí phải tính lại. Chúng tôi rất e ngại trong cái việc mà quy hoạch của chúng ta vừa mới xong, vừa đầu tư xong lại tắc nghẽn, lại mở rộng, lại nâng cấp thì chết tiền và mất hết cơ hội phát triển. Thứ hai là để phát huy hiệu quả tuyến đường này thì chúng ta cũng trong quy hoạch của tỉnh và quy hoạch của các ngành thì công chí phải tính ngay cái quy hoạch của phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, đô thị thế nào xung quanh cái đường cao tốc đó. Mà phù hợp với vẫn phải đảm bảo cái tiêu chuẩn của đường cao tốc, nhưng phù hợp kết nối được các cái đầu nối, các cái điểm kết nối để chúng ta phát huy được cái tuyến này mà tạo thành một cái hành lang kinh tế bên cạnh cái hành lang giao thông nó mới hình thành, thì các đồng chí phải có quy hoạch ngay và phải giữ được quy hoạch, quản lý được cái quy hoạch để phát triển, phát huy hiệu quả cái đường cao tốc này. Và đường cao tốc này chắc chắn sẽ là cái cú hích rất là lớn đối với cả phát triển của tỉnh trong cái giai đoạn tới đây, hết sức quan trọng. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị tỉnh cần ra soát đẩy nhanh quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, gắn với định hướng của nghị quyết 53 của Bộ Chính trị, tranh thủ ngay các cơ hội khai thác các tiềm năng lợi thế về đất đai, về khoảng cách, vị trí địa lý, hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư.
Thưa quý vị, xác định rõ xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng là việc làm thường xuyên, liên tục. Những năm qua, Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu cuối năm nay đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Nằm ở phía nam của huyện Tân Châu, xã Tân Hưng có 6 ấp với tổng diện tích tự nhiên khoảng 5.800 ha, dân số khoảng 18.000 người. Năm 2018, xã Tân Hưng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các đoàn thể. Trong đó, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để vận động nhân dân tự giác thực hiện. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng trong việc thực hiện các tiêu chí. Ngay từ đầu năm thì đảng ủy là kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Qua đó thì cùng với cái trung tâm điều hành của nông thôn mới thì đảng ủy phân công thành viên ban chỉ đạo là có ấp thì lớn thì phân công 2 đồng chí, ấp mà ít dân diện tích nhỏ thì 1 đồng chí, kết hợp cùng thành viên của trung tâm cũng như các ấp thường xuyên đeo bám địa bàn thực hiện. Thì hàng tháng, hàng tuần thì vào chiều thứ sáu thì thành viên ban chỉ đạo báo cáo những cái khó khăn, những cái làm được, những cái khó khăn về đảng ủy. Qua đó đảng ủy nắm và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo trong một cái tuần tới để cho thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ của thành viên ban chỉ đạo. Nhìn chung thì thành viên ban chỉ đạo đến giờ này thì các đồng chí đều nắm rõ các cái mục tiêu, cái chỉ tiêu, cái nhiệm vụ của mình xác định. Đây là cái vai trò rất là nặng nề, cho nên là thành viên ban chỉ đạo là có đeo bám địa bàn cùng các ấp để thực hiện. Thì quyết tâm trong năm 2022 thì đảng ủy Tân Hưng sẽ cố gắng là đạt cái chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Xã Tân Hưng còn tập trung huy động các nguồn lực và nhân dân đóng góp để tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, công trình công cộng. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã Tân Hưng có tổng số hơn 90 km đường giao thông nông thôn, trong đó hơn 93% các tuyến đường đã được cứng hóa. Nhìn chung là cái công tác mà triển khai nơi người dân ấy, thì nhìn chung người dân đồng thuận tất cả những cái tiêu chí đề ra, trong đó nhất là cái tiêu chí về vấn đề giao thông. Hiện nay cũng có thêm như các đồng chí nắm, trên địa bàn xã là hiện nay được đầu tư được 16 công trình giao thông nông thôn, trong đó là có 32 tuyến với tổng mức đầu tư là 32 tỷ đồng. Thì hiện tại ban dân xã cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các ấp, các nhà thầu để vận động mặt bằng và đang tiến hành thi công. Tiến độ đến cuối năm này sẽ hoàn thành các công trình này đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con đi lại. Con đường bê tông dài 350 m vào làng Bụt Bông ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng có tổng kinh phí xây dựng hơn 880 triệu đồng. Trong đó, nhân dân góp vốn đối ứng 10% đang trong giai đoạn nghiệm thu đưa vào sử dụng là thành quả của việc tuyên truyền vận động hợp lòng dân. Chúng tôi á là họp và dân rồi đấy là thông qua tất cả các tuyến đường rồi để cho dân đồng dân họp, dân bàn và dân cùng với chúng tôi là bắt đầu là thống nhất rồi, đến ngày là bắt đầu đi thu. Anh trong ban quản lý chúng tôi đi thu. Lúc trước thì nó cũng kiểu lâu ngày thì nó cũng lỗ hang sình lầy. Thì cũng như là con đường này làm vậy là thuận tiện cho người dân, người ta đi tới đi lui. Đường thì đẹp, cao ráo. Nói chung là ai cũng phấn khởi, làm là ai cũng phấn khởi. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất với nhiều loại cây trồng thế mạnh như cao su, mì, mãng cầu. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên địa bàn xã đạt hơn 54 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hiện còn 0,86%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thì trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được năm 2018, thì trên cái cơ sở quy định mới cái 318 của chính phủ, thì địa phương là phấn đấu đã tổ chức rà soát là đạt được 12 trên 19 cái tiêu chí.
trong đó còn 7 cái tiêu chí là cần phải phấn đấu, như là tiêu chí thu nhập. Trước đây cái tiêu chí thu nhập là chỉ đạt là 65 triệu, tuy nhiên là do quá trình là dịch bệnh không có tiến hành điều tra được nên đặt mốc 76, thì ủy ban xã sẽ xây dựng kế hoạch trong tháng 11 này sẽ tiếp tục là điều tra. Riêng một số cái tiêu chí quy theo quy định mới chưa có cái chỉ tiêu cụ thể, cần có hướng dẫn của các sở ngành thì ủy ban xã tiếp tục phối hợp với ủy ban huyện, các ngành chuyên môn của huyện cũng như của tỉnh để cùng nhau là tháo gỡ những khó khăn. Trong thời gian tới thì địa phương cũng là mong các sở ngành tạo điều kiện cho ủy ban là xây dựng cái nông thôn mới nâng cao đạt theo cái nghị quyết của đảng ủy cũng như là của huyện đề ra. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng cuối năm nay xã Tân Hưng sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.